Trong ngày hôm qua, Chủ tịch FIA, Formula One và các bên liên quan đến chặng đua Imola đã đưa ra quyết định sẽ không tiến hành chặng đua vào cuối tuần này. Thông báo được đưa ra vì Chủ tịch FIA tin rằng không thể tổ chức sự kiện một cách an toàn cho người hâm mộ và các đội đua. Chủ tịch FIA thậm chí còn nhấn mạnh sẽ không đúng nếu gây thêm áp lực lên chính quyền địa phương và các dịch vụ khẩn cấp vào thời điểm khó khăn này. Với việc chặng đua Imola phải tạm hoãn, đội đua Mercedes sẽ phải lùi thời điểm trình làng mẫu xe nâng cấp của mình mang tên W14. Đây là phiên bản đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và chờ đợi từ người hâm mộ, đặc biệt là các cổ động viên của Mercedes. Sau khi Formula One thông báo sẽ hủy chặng đua tại Imola, ngay lập tức, tay đua của các đội đã có những chia sẻ trên trang Twitter cá nhân của mình. Lando Norris, tay đua của đội McLaren, đã nói rằng dù anh rất muốn đua nhưng sự an toàn của mọi người mới là quan trọng nhất. Trong khi đó, Yuki Tsunoda thậm chí còn kêu gọi quyên góp cho quỹ cứu trợ lũ lụt sau khi chia sẻ câu chuyện đau lòng về tình hình ở Faenza. Với việc hủy bỏ chặng đua Imola, lịch trình 24 chặng đua ban đầu của Formula One cho năm 2023 hiện có thể giảm xuống còn 22. Ngoài Imola, chặng đua tại Trung Quốc vào tháng 4 vừa qua cũng đã không thể diễn ra do các hạn chế về Covid. Ở lịch trình tiếp theo, điểm đến của Formula One sẽ là Monaco vào ngày 28 tháng 5 trước khi chuyển đến Barcelona cho giải Grand Prix Tây Ban Nha vào đầu tháng 6.